gia đình ra đi. Nàng vừa mới đến và màn tái hợp đầy kỷ niệm của Ân Hoàng Phúc và Thu Thủy. Tất cả chỉ có trong Chuyện tối nay với Thành, được phát sóng vào lúc 19:50 thứ năm trên kênh VOVT, Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu.